Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay Sapa sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt trên Google Play. Tên game này có tên gọi là The Legend of Goddess The Last War. Một con game nhập vai thể tướng thôi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con Legend of Goddess này nhá. Con game này mới có trên Android thôi, bạn nào không có máy Android thì chơi bằng giả lập. Rồi, mình sẽ vào game đi. Game màn hình ngang và nó làm bằng Unity thôi anh em nhá. Game là bằng Unity thôi. Đây, game thì cũng mới ra mắt và hình như nó không có tiếng Việt đâu, mặc dù các bạn có thể tải trực tiếp trên Store Google Play của Việt Nam nhưng mà nó không có tiếng Việt á. Rồi, ở đây thì mình sẽ vào game này. Game này thì nó như mình đã nói là bằng Unity thôi. Game thì mang cái yếu tố kiểu dạng cyberpunk đấy mọi người. Ở đây thì mình đang chơi bằng giả lập nên là đồ họa nó không được ấy cho lắm nhá. Ui, nhân vật tạo hình 16 cộng anh em ạ. Đó, rất là sexy. Ở đây tí mình sẽ chỉnh cái đồ họa sau. Ở đây mình đang dùng cái đồ họa mặc định của cái giả lập nên là nó không được đẹp và nét cho lắm. Con game này là bằng Unity thôi nhưng mà mình thấy là đồ họa khá là ok. Game mang phong cách giả tưởng cyberpunk nhá anh em nhá. Đó, có máy móc các thứ. Ồ, đánh theo lượt, game đánh theo lượt. Game kiểu dạng thẻ tướng đánh theo lượt á. Nhưng mà làm theo kiểu dạng bản đồ mở và đúng vào chiến đấu này. Đó. Đấy, trong mỗi lượt đánh thì các bạn thể sử dụng kỹ năng của nhân vật của mình. Đó. Và mỗi kỹ năng thì nó sẽ cần điểm một cái điểm gọi là điểm SP, skill point khác nhau. Và có đủ điểm thì các bạn thể sử dụng kỹ năng của nhân vật. Đó, nó cũng dễ hiểu thôi. Tí nữa mình sẽ chỉnh lại cái đồ họa nhá, đang để cái đồ họa mặc định. Ủa, các bạn thấy là game này nó thiết kế nhân vật theo kiểu chiều hướng sexy mọi người. Đây là cái gọi là yếu tố để thu hút anh em game thủ ấy, đặc biệt các bạn game thủ nam nhá. Đấy, là game nó rất sexy luôn. Rồi, ở đây vẫn phải chơi theo hướng dẫn của game anh em ạ. Đó, và bộ y tá này. Đấy, là đúng làm đúng kiểu chất sexy luôn đó. À, có vẻ khá là trâu này. Này, đánh ao ấy. Ui, mạnh chưa anh em ơi. Quá là mạnh đi. Nói chung là cái ải ban đầu thì bao giờ nó cũng khá là dễ. Rồi, ở đây vẫn chơi theo hướng dẫn của game nha. Lại có thêm nhân vật mới này. Đó, các bạn thấy, mình thấy là toàn nhân vật nữ anh em ạ. Nó hơi lỗi đồ họa tí nhá. Cái này hình như là game này nó cũng chưa tối ưu tốt cho giả lập cho lắm. Đây, sử dụng kỹ năng này. À, không ấy luôn này, có vẻ khá là trâu. Nhân vật này của mình thì có khả năng búp máu. Tấn công và búp máu, skill 2 sẽ là búp máu cho cả đồng đội nhá. Đó, tức là có sẽ có cả những cái nhân vật hỗ trợ mọi người. Rồi, ở đây vẫn phải chơi theo hướng dẫn của game. Chắc phải chơi qua cái chương 1 này đã. Chắc phải chơi qua chương 1 này đã. Anh em thông cảm đồ họa nó hơi bị chưa được nét lắm nhá. Tí mình sẽ chỉnh lại cái đồ họa bởi vì là mình đang chưa phải giả lập ấy. Mặc định đồ họa nó không phải là thiết lập cao nhất, nhưng mà mình nghĩ là game này nó sẽ chỉnh cao nhất được thôi. Nó cũng dễ. Đó, kẻ địch tấn công này. Có cả, nói chung là mỗi nhân vật thì 3 kỹ năng. Đủ năng lượng thì các bạn có thể sử dụng gọi là kỹ năng thứ 3. Tốn 10 điểm skill point. Cái gì đây? À, cái này là tính năng treo máy. Đấy, cũng tích hợp tính năng treo máy nhá. Rồi, các bạn có thể đi nâng cấp nhân vật này. Các bạn sẽ bấm vào phần nâng cấp nhân vật thì anh em có thể nâng level. Và lên 20 thì các bạn sẽ cần đột phá lên. Đó, chúng ta sẽ nâng cấp. Trước tiên là nâng cấp đã, sau đó đột phá. Rồi đây kỹ năng này. Và đây là phần trang bị. Nó tương tự các game thể tướng khác nhá. Rồi, vẫn phải chơi theo hướng dẫn của game đã. Mình muốn chỉnh đồ họa cho đỡ mù mắt một tí. Đó. Em thấy không? Game này chủ yếu nhân vật nữ thôi và tạo hình rất là sexy. Có lẽ điểm nhấn của con game này đến từ tạo hình nhân vật. Đó, rất là sexy luôn á. À, đánh boss này. Đấy, mọi người này chọn mục tiêu nhá. Đấy, chọn mục tiêu đánh ao này này. Đó, các bạn nâng cấp lên thì rất là khỏe. Rồi, kẻ địch nó sẽ tấn công. Ui, chưa chết luôn à. Phần âm thanh game này thì mình thấy là làm nó không tốt lắm. Đấy, chiều cuối này. Hiệu ứng hình ảnh thì mình tạm ổn. Ở đây hình chưa mắt setting, chưa biết được. Nhưng mà
đang để những kiểu low setting ấy, nên là răng cưa dã man anh em ạ. Tạm thời thì đã mình vào game nó như vậy ấy. Đây, giao diện chính này. Chắc chắn là sẽ có phần gacha nhé. Ui lại được tặng thêm nhân vật gì đây, các bạn thấy tạo hình nhân vật rất sexy nhá. Đấy, hở, nhưng mà hở cũng có hở zít và hở rát anh em ạ. Vẫn che được cái chỗ cần che. Rồi, tiếp tục này. Ở đây thì chúng ta giờ đây mới được đặt tên sói bạc. Rồi, ok. Đây, đây là giao diện chính nhá. Chúng ta sẽ có phần home. Búp cái gì đây? Võ ấy. Tăng điểm thân mật này. Đấy, tạo hình rất sexy luôn. Che đúng cái chỗ cần che luôn anh em ạ. Đây, chúng ta sẽ có phần triệu hồi. Đấy, các bạn để triệu hồi ra nhân vật mình thích nhá. Thì các bạn sẽ có 3 loại triệu hồi, đó triệu hồi đặc biệt, triệu hồi thường và triệu hồi tình bạn. Thì chắc chắn rồi, triệu hồi đặc biệt, triệu hồi cao cấp ấy thì tỷ lệ ra tướng xịn nó sẽ cao hơn. Ô, nhân vật game này toàn nhân vật nữ anh em ạ, không có nhân vật nam luôn. Bấm vào đây xem tỷ lệ nào. Đây, tỷ lệ mọi người nhá. Đó, nó sẽ ra cả mảnh nữa. Nên là tỷ lệ cũng khá là thấp đấy. Tướng S là cấp S là cao nhất, nhưng mà 0,5% ra tướng S, nhưng mà nó ra cả mảnh tướng các thứ nữa. Nên là tỷ lệ cũng khá là chua. Ở đây vẫn phải cho theo hướng dẫn của game anh em ơi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục này. Đấy, game mở các tính năng ra. Đấy, game này thì làm bản đồ kiểu dạng chiến đấu á. Chúng ta sẽ đi nâng cấp nhân vật này. Auto upgrade. Đó, bạn này nâng cấp nhân vật của mình lên. Rồi, ở đây mình sẽ chỉnh cái đồ họa nhá. Các bạn thấy không? Game hỗ trợ 60 FPS này để lên cao nhất này. Đó, đẹp hơn rất là nhiều này. Wow, đấy anh em thấy không? Đây này để mắt setting luôn, nét dã man luôn và chơi tốt bằng giả lập, chẳng qua lúc đầu thì nó mặc định đồ họa nó hơi xấu nhá. Tối đa thì các bạn cho được 5 tướng ra trận này. Đấy, về cơ bản thì cái con game Legend of Goddess The Last War này là một con game thẻ tướng thôi. Uầy. Ui, quái trâu nhá. Đấy, các bạn này chọn mục tiêu. Game thì sẽ có auto và tăng tốc. Đấy, bạn anh em nào lười thì anh em có thể bật auto lên. Tăng tốc x2 này. Rồi, các bạn thể tắt cái camera đi cho nó đỡ chóng mặt. Đó, mình khuyên là các bạn nên để auto cũng được. Bởi vì là quan trọng nhất là... Ui, nó bắn đau đấy. Quan trọng nhất là anh em phải nâng cấp nhân vật đấy. Rồi, búp máu này. Anh em thấy không? Rồi, thắng rồi. Có vẻ khá là đau ấy. Chúng ta sẽ phải đi nâng cấp nhân vật. Đây, các bạn để nâng cấp nhân vật của mình lên. Đây, mặc trang bị này. Đó, các bạn để mặc nhân vật lên, mặc trang bị của nhân vật lên. Rồi ở đây chúng ta sẽ có phần kích duyên. Đó, có thể kích duyên cộng thêm chỉ số. Nói chung là các tính năng cũng khá là cơ bản của một con game thẻ tướng thôi anh em ạ. Không có gì đặc biệt lắm. Đây là bảng nhiệm vụ này, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận thưởng. Là nhiệm vụ hàng ngày. Các kiểu. Đây, phần main này thì đây chúng ta sẽ có phần này nhá, các bạn để tăng thân mật của NPC các mọi người á. Sau này thì game nó sẽ có các cái phó bản hoạt động hàng ngày, nhưng mà ở đây thì nó chưa mở. Chúng ta sẽ có một số sự kiện như kiểu đăng nhập ký danh hàng ngày này, quà này, nói chung là nó không tặng nhiều lắm đâu. Mình thấy là nó không tặng nhiều. Đấy, kết bạn. Game này nó cũng khá là mới ấy. Nhìn chung thì nếu bạn nào mà đây không có tiếng Việt nha, chỉ có tiếng Anh thôi. Nếu mà anh em nào thích một con game mang chủ đề fantasy giả tưởng đấy, mang thế giới phong cách cyberpunk, rồi nhân vật nữ tạo hình game này chỉ có nhân vật nữ hay sao á, tạo hình rất là sexy nhá, thì mọi anh em có thể đây chỉ có nhân vật nữ thôi và tạo hình rất sexy. Mình nghĩ là con game này thì sẽ thu hút anh em thủ. Đây các bạn thấy không? Tạo hình cực kỳ sexy luôn á. Đó. Dã man đâu. Đấy. Điểm nhấn là phần tạo hình nhân vật ấy, và tạo vẽ nhân vật cũng khá là đẹp. Thì bạn anh em nào quan tâm mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải game chơi thử nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sở Bạc. Nếu thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh App Copy của anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi. Vậy câu chơi chi?